Thưa quý vị, Foreto, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn an toàn cho cá nhân, tổ chức để tăng cường nhận thức phòng ngừa tai nạn, huấn luyện kỹ năng sơ cứu trên cạn, cứu hộ đuối nước, đảm bảo an toàn cho những sự kiện thể thao, văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa chia sẻ những kiến thức có thể áp dụng trong trường hợp bị mắc kẹt trong lũ lụt. Cụ thể, nếu bạn đang ở bên trong nhà, trong khả năng có thể, hãy ở nhà và chờ lực lượng cứu hộ. Rút vít cắm các thiết bị điện và tắt điện, ga và nước trước khi sơ tán. Ưu tiên mang theo quần áo ấm và chăn. Nếu có thể, hãy mang theo chai nước, thức ăn và thuốc. Trú ẩn trên cao, nhưng tránh những căn gác mái không thể tiếp cận khiến việc sơ tán của bạn trở nên khó khăn. Thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nếu bạn đang ở bên ngoài nhà, tránh xa các dòng nước, đứng gần bờ và cầu. Trú ẩn ở tòa nhà cao tầng hoặc tầng trên hoặc di chuyển về địa hình cao hơn. Không đi xuống tầng hầm hoặc bãi đổ xe ngầm. Không đi vào đường ngập nước, chỉ 30cm là đủ để đẩy trôi một chiếc ô tô. Trong trường hợp chưa đến được nơi trú ẩn mà hiện đang ở trong nước hoặc bắt buộc xuống nước, nếu có thể hãy trang bị cho mình những phương tiện có thể giúp bạn sơ tán, như một cây dài để kiểm tra độ sâu nước và các mối nguy hiểm dưới nước bằng cách thăm dò đáy cũng như dùng để cứu hộ dưới nước. Đeo một vật nổi giúp bạn nổi trên mặt nước, ví dụ thùng chứa ít nhất 5 lít có tay cầm. Mang giày hoặc đồ bảo vệ bàn chân bất cứ khi nào có thể. Không đặt chân xuống đất nếu bạn bị cuốn vào dòng nước. Tránh uống nước ô nhiễm vì bạn có thể bị bệnh hoặc ngộ độc. Bảo vệ các vết thương hở, tránh xa mọi hệ thống điện ngay khi nước bắt đầu dâng cao. Nếu bạn rơi xuống nước hoặc dòng nước quá mạnh cuốn bạn đi, hãy áp dụng kiểu bơi phòng thủ. Kỹ thuật bơi này có thể làm giảm nguy cơ chấn thương và hạn chế nguy cơ bị vướng bàn chân vào vật thể dưới nước. Bơi ngửa, hướng chân về phía trước, hướng dòng nước chảy. Phần hông càng nổi gần bề mặt nước càng tốt. Điều này cho phép bạn đẩy các vật thể tiềm ẩn trong nước và giảm thiểu chấn thương do va chạm có thể xảy ra. Sử dụng cánh tay của bạn như thể đang bơi ngửa để giúp giảm tốc độ và có thể giúp chuyển hướng. Thưa quý vị, thiên tai bão lũ là những điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi không may rơi vào tình trạng bị nước lũ cô lập, thì sự bình tĩnh và các nguyên tắc cơ bản sẽ giúp mỗi người có thể an toàn và sống sót.